Sau gần 3 năm tôn tạo trùng tu, chỉ còn ít ngày nữa, đại lễ khánh thành Đại Hùng Bảo Điện công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Trung phường Thắng Lợi sẽ được tổ chức. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho đại lễ đang được gấp rút triển khai. Chùa Trung nằm trên địa bàn phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Ngôi chùa thuở xưa vốn là một chốn đại danh lam, được khai sơn vào đời vua Lý Thần Tông, niên hiệu Thiên Thuận 1128-1132. Trải qua bao biến cố thăng trầm cùng vận nước, ngôi chùa cũng dần xuống cấp theo thời gian. Cho đến khoảng thập niên 1980, bà con nhân dân Phật tử mới xây dựng được một vài công trình tạm để phục vụ tín ngưỡng cho nhân dân. Đến tháng 9 năm 2014, các cấp chính quyền, ban hộ tự cùng nhân dân đã thỉnh Đại Đức Thích Nhuận Phước về trụ trì chùa Trung. Những năm sau đó, nhà chùa cùng nhân dân Phật tử tu sửa chùa nhiều lần nhưng cũng chỉ là chắp vá. 4 gian chùa nhỏ lập mái ngói thô sơ, tam bảo thờ chung cùng với nhà thờ mẫu. Sau nhiều năm mưa nắng, ngôi tam bảo đã xuống cấp nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân Phật tử về làm lễ và sinh hoạt tín ngưỡng, thể theo đề nghị của sư thầy trụ trì và ban hộ tự, được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương và sự ủng hộ của nhân dân, ngôi tam bảo đã chính thức được khởi công tu sửa lại vào ngày 26 tháng 10 năm 2021 theo đúng hướng và trên nền đất cũ. Toàn bộ hệ thống cột kèo được làm bằng gỗ, ngói lập bằng ngói mũi hài để giữ nét truyền thống và đảm bảo tính bền vững của công trình. Để chuẩn bị cho công tác lễ khánh thành và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì tại chùa Trung, được sự quan tâm chấp thuận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và các cấp chính quyền địa phương, nhà chùa cùng ban tổ chức, ban hộ tự đã họp bàn phân chia công việc, chỉnh chu lại từ phần lễ nghi cho tới ban khánh tiết, trang trí lễ đài. Mong muốn của nhà chùa sau khi hoàn thành ngôi tam bảo để đưa vào hoạt động cùng với bà con nhân dân Phật tử tu tập giữ gìn cái nét truyền thống của dân tộc, nét tâm linh của người con Phật, để hướng tới những điều tốt đẹp nhất trong đạo Phật. Với tổng giá trị công trình là hơn 8 tỷ đồng, nhân dân Phật tử và khách thập phương công đức xây dựng được 4 tỷ 500 triệu đồng. Trong đó có Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc, cung tiến 50 tấn xi măng, 30 khối cát, 50 khối cát chát, 5 vạn gạch xây, 300 mét vuông gạch lát nền. Gia đình Phật tử ở Bắc Ninh công đức 2 tỷ đồng, gia đình Phật tử ở Thái Nguyên công đức 2 tỷ đồng và nhân dân Phật tử phát tâm công đức vật liệu xây dựng bằng hiện vật. Vậy là từ nay, nhà chùa, bà con Phật tử đã có một ngôi tam bảo với khuôn viên khang trang sạch sẽ để sinh hoạt tín ngưỡng. Đại lễ sẽ được tổ chức trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 11 năm 2023.